Đầu xuân năm mới, Minh được tử vi thật là vui mừng khi được gặp lại các bác, anh chị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc năm mới tới các bác, anh chị. Chúc Tết xuân nay khắp mọi nhà, mừng cho đất nước ta luôn thịnh giàu. Năm cũ đi qua xin cầu chúc, mới trọn tình xuân đẹp đậm đà. Vạn phúc lành thay duyên vừa đủ, sự nghiệp danh đề mãi thiên thu, như trên gia hộ cho con cháu, ý nguyện trời ban đến tuổi già. Và quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động giới tiên tri cảnh báo, tuổi Ân Mão sinh năm 1975, tuyệt đối chú ý kẻo đại hạn liên tiếp đổ ập xuống đầu, vỡ nợ trắng tay, vận hạn triền miên chỉ vì 4 tháng đen đủi này. Dòng đời lúc nổi lúc chìm, lúc phiêu giản lúc có mình không ta, lúc đời ngoạn mục thăng hoa, lúc cay lúc đắng lúc xa lúc gần, lúc thắng lúc bại khổ thân, lại có lúc sáng đúng nhưng chiều lại sai. Quý anh chị thân mến, có thể nói cuộc đời của Ất Mão dài hàng nghìn trang không hết. Ất Mão trải qua là sự mất mát, chán trường, chẳng ít khổ đau và cũng chẳng nhiều khổ cực. Lắm lúc tưởng chừng Ất Mão đã buông, lắm khi tưởng chừng Ất Mão đã quá chán nản, lắm thời điểm tưởng chừng Ất Mão nghĩ quẩn mà chấm dứt đường đời. Nhưng dĩ nhiên khi còn ngồi đây và nghe được những lời tâm sự này thì lại cùng đón được những tín hiệu tốt đến từ tương lai gần đang từ từ tiến lại. Nhưng thành công nào chẳng phải trải qua khó khăn. Đương nhiên năm tới Giáp thìn 2024 cũng chẳng ngoại lệ. Ất Mão cũng sẽ đón những nốt thăng trầm giáng bổng mà năm tới mang lại. Bên cạnh đó lại có 4 tháng đại hạn mà quý anh chị cần nắm rõ để xoay chuyển vận mệnh, biến hung thành cát. Vậy 4 tháng đại hạn đó là gì? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây quý anh chị nhé. Quý vị thân mến, đời người chẳng thể biết trước được ngày mai, nhưng trong cuộc sống của mỗi người luôn mang trong mình một mục tiêu nhất định, có những định hướng dự định riêng. Một khi Ất Mão đã đặt ra mục tiêu, mong Ất Mão kiên trì với nó, đích đến là thứ không đổi, dù có bao nhiêu ổ gà xuất hiện trên đường đi, xin bạn kiên trì vượt khó mà đi. Đời người có lúc thịnh, cũng có lắm khi suy, cái ý là vòng tuần hoàn tự nhiên của đất trời, của vận thế, tương tự như 4 mùa xuân hạ thu đông vậy, tại sao lại nghĩ mình giỏi khi được thuận may, xong lại mở miệng than thân khi khó khăn vất vả. Cái ta cần làm là duy trì bản tâm, vững vàng bản tính, để khi hanh thông không kiêu ngạo mà chủ quan, lúc trắc trở không chán nản rồi tiêu cực. Ở cái thời khắc khó khăn càng nhiều, vất vả càng lắm, cũng tức là sắp đến thời điểm chuyển mệnh sang trang. Ngày hôm nay khó 1, ngày mai có thể khó 10, nhưng ngày kia trời lại sáng và ngày kia nắng lại rực. Vấn đề là lắm người gục ngã ở buổi tối của ngày mai, nên nếu đã kiên cường đến giờ, mong Ất Mão kiên cường thêm vài bước. Lại nói năm 2024 Ất Mão sắp đi qua, hứa hẹn sẽ không nhàn tản lắm đâu. Cũng là thời điểm năm xấu nhất, tiền vận của Ất Mão chính thức bế mạc sớm 1. Minh Đường Tử Vi biết, an ủi mãi rồi cũng vậy, động viên mãi rồi cũng nhàm, nên Minh Đường Tử Vi chỉ biết nhắn nhủ với Ất Mão một điều. Quãng đường Ất Mão đã trải, đã sinh ra một con mèo, nhưng mang trong mình mãnh hổ, can trường hơn và bản lĩnh hơn. Những gì Ất Mão đang có, đã có thể không bằng ai, nhưng cũng là do tự bản thân Ất Mão nỗ lực mà thành, nên hãy tự hào với nó. Đời của Ất Mão có thể trắng tay, có thể tất cả đều bay, nhưng cũng đã tự làm ra được thì lại tự lấy lại mà thôi. Lại cần nhớ, trời không bắt cá phải bay, cũng không bắt chim phải bơi lội, nên thử thách mà trời đặt ra cũng nằm trong cái vòng mà Ất Mão có thể xử lý được, có thể chịu đựng được, chứ không đè chết gãy lưng người đâu. Vậy nên tuy hơi mỏi mệt một tí, nhưng hãy khơi dậy những kiên cường ẩn sâu dưới lớp tâm hồn tĩnh lặng, điên cuồng lên một tí, mạnh mẽ lên một tẹo, nhu hòa với sự ngu si của người đời, chứ đừng tìm cách giải thích thanh minh, và rồi vận số sẽ đẩy đưa cho vạn sự lặng mưa. Quý anh chị thân mến, trước tiên ta hãy tìm hiểu đôi nét về tính cách của tuổi Ất Mão theo can chi ngũ hành. Theo tử vi thấy rằng, người tuổi Ất Mão thường có tính cách năng động, sáng tạo và thích thử thách bản thân. Họ luôn muốn khám phá, tìm hiểu và học hỏi. Tuy nhiên đôi khi họ có thể hơi nóng tính và thiếu kiên nhẫn. Người tuổi Ất Mão thường được xem là những người thông minh, năng động và sáng tạo,
Họ cũng có khả năng phân tích logic tốt và thường có một tầm nhìn rộng lớn về tương lai. Tuy nhiên, tử vi cũng cho thấy rằng người tuổi Ất Mão cần phải cẩn trọng với những cơ hội mới và không nên quá chủ quan. Điều này có nghĩa là họ cần phải cân nhắc và xem xét kỹ lưỡng trước khi ra quyết định quan trọng. Sự chu đáo và tinh tế của người tuổi Ất Mão trong cuộc sống thể hiện cả trong công việc. Họ có thể thấu hiểu được nỗi khổ của người khác, đồng thời có thể vỗ về và an ủi đối phương khá tốt. Bởi vì người tuổi Ất Mão sống thực tế, ưa chuộng hòa bình, trong công việc có thái độ nghiêm túc, nên người tuổi Ất Mão phát huy được khả năng trong tập thể rất tốt. Điều giúp người tuổi Ất Mão có thể không bỏ lỡ các cơ hội phát triển trong công việc là nhờ vào việc họ có thể ghi nhớ các chi tiết nhỏ và coi trọng chúng. Khi người khác gặp phải lỗi hoặc thất bại trong công việc, người tuổi Ất Mão cũng biết cách để động viên đối phương. Họ không muốn nặng lời với những người cùng kề vai sát cánh với mình. Nếu là một nhân viên, người tuổi Ất Mão sẽ dốc lòng để hoàn thiện bản thân tốt hơn. Còn nếu ở địa vị người sếp, người tuổi Ất Mão cũng biết cách cân bằng hòa khí, không để nhân viên của mình cảm thấy quá căng thẳng. Một ưu điểm rất được mọi người trân trọng của người tuổi Ất Mão đó là họ hiểu chuyện, họ hòa đồng khi giao tiếp với người khác. Người tuổi Ất Mão giỏi tìm chủ đề để giao lưu, duyên dáng và mang lại không khí thoải mái khi trò chuyện. Những người sinh năm Mão ghét phải cãi vã với người khác bởi bản tính của họ giàu lòng nhân ái. Sự hiền lành của họ luôn được đảm bảo đến khi có ai đó cứ cố tình chọc họ. Sự hòa đồng này giúp người tuổi Ất Mão kết nối được nhiều mối quan hệ. Từ đó không chỉ mối quan hệ trong công việc thuận lợi hơn, mà họ cũng sẽ có cơ hội tìm được nhiều ý tưởng mới. Đồng nghiệp và đối tác mới giúp họ phát triển công việc. Nhờ những nét đặc biệt trong tính cách này, người tuổi Ất Mão sẽ sớm gặt hái được nhiều thành công. Tuy nhiên, họ cũng mang trong mình một số nhược điểm cản trở họ phát triển sự nghiệp của mình. Thứ nhất, người tuổi Ất Mão tham vọng không nhiều. Nếu nói họ không có tham vọng là không đúng, chỉ có điều tham vọng của họ không mạnh mẽ mà thôi. Họ thích cuộc sống yên bình, không đặt ra quá nhiều yêu cầu về chất lượng cuộc sống lẫn lối sống. Họ cũng ít khi để ý đến việc ở tương lai. Họ chỉ muốn quan tâm đến những điều trước mắt. Bởi vậy, mặc dù có năng lực nhưng theo năm tháng sẽ bị mài mòn nếu họ không đặt ra mục tiêu để theo đuổi. Điểm thứ hai khiến người tuổi Ất Mão không phát huy được năng lực của mình chính là họ cũng có sự kiêu ngạo. Đôi khi mong muốn cuộc sống yên bình khiến họ hơi mơ mộng. Sự phù phiếm thể hiện ở việc khi họ sở hữu một số món đồ xa xỉ thì họ lại thích khoe. Họ cũng muốn thể hiện cuộc sống của mình tuyệt vời như thế nào. Thêm một điều khiến người tuổi Ất Mão phải cần nhiều thời gian mới có thể hiện thực hóa được mong muốn của mình đó là họ có sự bảo thủ. Đa phần những người tuổi Ất Mão có tính cách truyền thống, không giỏi bày tỏ cảm xúc. Chính vì vậy họ thường bảo vệ những gì thuộc về truyền thống. Chính vì sự bảo thủ không dám đổi mới sẽ khiến họ bỏ lỡ nhiều cơ hội hiếm có. Ngoài ra, người tuổi Ất Mão cũng cần rèn luyện khả năng đưa ra quyết định của mình. Họ rất giỏi nảy ra ý tưởng, tạo được hứng thú trong các dự án, nhưng lại không giỏi đi sâu vào mọi việc. Đánh giá tổng quan tử vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975 năm 2024. Theo tử vi bản mệnh sinh năm 1975 năm 2024 thấy rằng mọi công việc của người tuổi Ất Mão sẽ thuận buồm xuôi gió và suôn sẻ. Đây là thời điểm lý tưởng để con giáp này bắt tay vào thực hiện các kế hoạch và dự định đã lập từ trước đó. Nhờ đó vận trình tài lộc của con giáp may mắn này cũng sẽ tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, tử vi khuyên bạn nên học cách làm việc và chi tiêu hợp lý hơn trong thời gian này. Thêm vào đó, cục diện thái tối không hậu thuẫn khiến công việc trục trặc, đối mặt với sức cạnh tranh lớn, các mối quan hệ hợp tác có thể đứt gánh giữa đường, dẫn tới tranh chấp, thậm chí có hạng mục phải chấp nhận bắt đầu lại. Tuy nhiên, trong từng thời điểm đương số nhận được sự hỗ trợ của cát tinh và vận niên giáp thìn, nên vẫn có cơ hội hóa hung thành cát, biến nguy thành cơ, công việc làm ăn vì thế mà được duy trì ở thế cân bằng, tiền bạc cũng vào ra bình ổn, không quá thăng trầm hay sóng gió. Về gia đạo lúc đầu nhiều phiền muộn, nhưng sau cũng được tháo gỡ, nhìn chung vẫn khá hài hòa, người trên người dưới kính nể, tôn trọng lẫn nhau. Có điều sức khỏe giảm sút mạnh, ngoài ốm đau vặt còn có thể mắc bệnh nghiêm trọng. Theo đó, mệnh chủ nên lưu tâm nghỉ ngơi nhiều hơn. Ngoài ra đi đứng cẩn thận, đi xa bất lợi, nên hạn chế kẻo gặp tai nạn bất ngờ. Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ phát triển tốt đẹp, đào hoa trợ mệnh đem đến cho người độc thân những mối nhân duyên như ý. Tình cảm vợ chồng luôn bền vững nhờ sự tinh tế, ân cần và chu đáo của người trong cuộc. Tiếp theo sau đây là tử vi chi tiết từng phương diện. Tử vi thấy rằng, trong năm tới, nếu bản mệnh không rèn luyện ý chí tốt, quý anh chị sẽ thấy áp lực rất lớn, một số ít có thể ảnh hưởng cả đến sức khỏe, thể chất và tinh thần. Do đó, hãy tự nhủ phải làm cho mình trở nên mạnh mẽ hơn, khi gặp khó khăn đừng lùi bước mà hãy tìm cách giải quyết kịp thời, nếu cần thiết cũng nên nhờ người thân, bạn bè xung quanh giúp đỡ. Về phương diện sự nghiệp, công việc làm ăn thường gặp nhiều khó khăn và thách thức. Trong quá trình làm việc, bạn có thể đối mặt với tình trạng bế tắc,
xoay vòng vốn khó. Khả năng xử lý vấn đề thiếu linh hoạt, điều này có thể khiến bạn thiếu tin tưởng vào chính bản thân mình và đánh mất ý chí chiến đấu. Tuy nhiên, bạn vẫn có điểm sáng là được Thái Dương cát tinh chiếu mệnh, trong năm có thể nhận được sự che chở của quý nhân là Nam mệnh ở bên cạnh. Sự nghiệp càng về cuối năm càng hanh thông, vì vậy, hãy luôn tin tưởng vào bản thân và cố gắng vượt qua mọi khó khăn để đạt được mục tiêu của mình. Về tài lộc, dưới sự ảnh hưởng của cục diện hại Thái Tuế, khiến tài vận của quý anh chị giảm sút, kiếm tiền khó khăn do phần lớn tác động thời cuộc khách quan, con giáp này có thể mất tiền vì nhiều nguyên do như buôn bán ảm đạm, làm việc sai sót, tiêu dùng bừa bãi, thậm chí do chính sự bất cẩn của mình. Tình hình chung cũng tác động đến việc làm ăn kinh doanh, ít có sự thay đổi. Ngoài ra, việc quản lý thu chi cũng phải có kế hoạch rõ ràng, chớ nên tiêu tiền bừa bãi, kẻo tự đẩy bản thân vào tình thế bất lợi. Sức khỏe, nhiều hung tinh tác động khiến sức khỏe giảm sút, mắc không ít bệnh tật mỗi khi chuyển mùa. Cần phải chú ý hơn đến những thay đổi về thể chất trong cuộc sống hàng ngày, đi thăm khám sức khỏe định kỳ để kịp thời phát hiện ra bệnh. Một số người tuổi Ất Mão khi làm việc ngoài trời phải nâng cao nhận thức về an toàn, cẩn thận bị ngã, chảy máu khi làm việc hoặc bị thương khi sử dụng các vật sắc nhọn, nguy hiểm trong cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra, quý anh chị cũng có thể thử áp dụng một số cách sau để nâng cao sức khỏe của mình. Tập thể dục thường xuyên, tập thể dục có thể giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng cường sức mạnh cơ bắp và giảm nguy cơ mắc bệnh. Bạn có thể bắt đầu với các bài tập nhẹ nhàng như đi bộ, tập yoga hoặc tập thể dục nhịp điệu. Ăn uống lành mạnh. Ăn uống lành mạnh có thể giúp cung cấp dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể và giảm nguy cơ mắc bệnh. Hãy ăn nhiều rau củ, trái cây, thực phẩm chứa chất xơ và các loại thực phẩm giàu chất đạm như cá, thịt gà, đậu Hà Lan và đậu nành. Tình duyên, đối mặt với những vấn đề tình cảm trong năm nay, người tuổi Ất Mão được khuyên phải duy trì lý trí và bình tĩnh. Gặp vấn đề nên đối mặt và giải quyết trực tiếp, chớ nên ôm trong lòng một mình và suy diễn linh tinh, nếu không sẽ chỉ khiến tình hình trở nên phức tạp hơn. Tuy nhiên, trong một năm thì sẽ có những tháng tốt và những tháng xấu dựa trên tác động của yếu tố như can chi ngũ hành tháng đó, sao chiếu mệnh trong tháng tốt hay xấu, nên vận trình từng tháng cũng theo đó mà khác nhau. Vậy tuổi Ất Mão sẽ gặp phải những tháng xui xẻo, dễ gặp nhiều tai ương vận hạn nào trong năm Giáp Thìn và làm cách nào để gặp hung hóa cát, may mắn tài lộc ùa về thì xem ngay luận giải chi tiết dưới đây. Đầu tiên đó là tháng 2 âm lịch, tháng Đinh Mão. Tinh thần bất ổn, dễ nóng nảy hay trút giận sang người khác, công việc gặp trục trặc, có tiểu nhân ngáng đường, tiền bạc khó kiếm, để phong bị mất trộm hoặc đánh rơi. Tử vi thấy rằng, Thái Tuế nhập mệnh cảnh báo một tháng không mấy yên bình với người tuổi Ất Mão, con giáp này dễ gặp phải nhiều khó khăn, trắc trở trong cuộc sống, từ công việc tiền bạc tới tình duyên. Thời điểm này là lúc giao mùa, sức khỏe của tuổi Ất Mão cũng không được tốt, dễ mắc phải các bệnh cảm cúm theo mùa, cẩn thận kẻo bị nhiễm lạnh mà nhức đầu, sổ mũi. Thiên quan cho thấy tiểu nhân vận khá vượng sẽ ảnh hưởng đến con đường thăng quan tiến chức của những chú mèo, khi mà những kẻ xấu bụng kia đang tìm đủ mọi cách để bôi xấu, hạ thấp uy tín của bản mệnh. Bên cạnh đó, thị phi bùng nổ, những lời đồn đại thất thiệt khắp nơi khiến cho bản mệnh không thể nào thực hiện được những kế hoạch của mình trong công việc, dễ chậm trễ trong tiến độ đã đề ra từ trước đó, tinh thần không được hứng khởi, chuyện tình cảm cũng không có nhiều dấu hiệu khởi sắc, khó lòng tìm được người tâm đầu ý hợp. Tháng xui xẻo thứ hai mà tuổi Ất Mão cần chú ý trong năm 2024, đó là tháng 3 năm 2024, tháng Mậu Thìn. Điểm tiểu nhân quấy phá, công việc áp lực kéo theo những giảm sút về sức khỏe, đề phòng va chạm xe cộ và các chấn thương liên quan đến tứ chi. Tử vi cho những người sinh năm Mão, trong tháng 3 âm lịch, với bản mệnh lâm tượng tương hại, cho thấy tình hình tài lộc không mấy yên bình, có thể xuất hiện những kẻ thù tiềm ẩn sẽ cố gắng lừa dối bạn trong các vấn đề tài chính, cạnh tranh vị trí và làm cho mọi thứ trở nên khó khăn hơn trước đây. Vì vậy, bạn cần phải cực kỳ thận trọng, bạn có thể đối mặt với áp lực lớn tại nơi làm việc và mối quan hệ với người khác có thể trở nên phức tạp hơn, đồng nghiệp của bạn có thể trở nên bất mãn và cấp trên của bạn có thể thiếu sự tin tưởng vào bạn. Điều này có thể gây áp lực liên tục lên bản mệnh của bạn. Vì vậy, bạn cần tìm cách giải tỏa áp lực này, bạn nên dành thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn. Để vượt qua những thách thức này, bạn nên tập trung vào xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ với đồng nghiệp và cấp trên của mình. Bạn cũng nên cẩn trọng với tài chính của mình và tránh đưa ra bất kỳ quyết định vội vàng nào. Quan trọng là hãy bình tĩnh và kiên nhẫn, và dành thời gian để suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định lớn nào. Hãy nhớ chăm sóc bản thân và sức khỏe của mình, và tìm kiếm sự giúp đỡ và hỗ trợ khi cần thiết. Tình hình tài chính kém sắc, chính tài tạo ổn,
thứ tài hầu như không có. Trong tháng còn có dấu hiệu phá tài, lừa gạt tiền bạc, cẩn thận khi cho người khác vay số tiền lớn. Kẻo tiền một đi không trở lại, kể cả anh em họ hàng, đừng cả nể mà thế chấp đất đai, sổ đỏ, để cho vay, chưa biết chừng bạn sẽ phải hoàn trả số nợ đó thay họ. Về phương diện sức khỏe, nếu bạn đang gặp dấu hiệu giảm sút, hãy thử áp dụng một số cách sau để nâng cao sức khỏe của mình. Giảm căng thẳng. Căng thẳng có thể gây ra các vấn đề sức khỏe như bệnh tim mạch, tiểu đường và trầm cảm. Hãy thử các phương pháp giảm căng thẳng như tập yoga, thực hành thở đúng cách hoặc tham gia các hoạt động giải trí như đọc sách, xem phim hoặc nghe nhạc. Ngủ đủ giấc. Ngủ đủ giấc có thể giúp cải thiện sức khỏe và giảm nguy cơ mắc bệnh. Hãy cố gắng ngủ đủ 7 đến 8 giờ mỗi đêm và tạo môi trường ngủ thoải mái bằng cách tắt đèn và giảm tiếng ồn. Tham gia các hoạt động xã hội. Tham gia các hoạt động xã hội có thể giúp giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng. Hãy tham gia các câu lạc bộ, nhóm tình nguyện hoặc các hoạt động khác để gặp gỡ và kết nối với những người khác. Đối với vấn đề bệnh cũ tái phát, bạn cần đến bác sĩ để được khám và điều trị kịp thời. Hãy tuân thủ đúng đắn các chỉ đạo của bác sĩ để bệnh được điều trị triệt để hơn. Về chuyện tình cảm, hãy tỉnh táo và điềm tĩnh để xử lý. Hãy tránh đưa ra quyết định vội vàng và hãy lắng nghe ý kiến của người khác. Hãy tìm cách giải quyết vấn đề một cách hòa bình và đối thoại để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Tháng tiếp theo, tuổi Ất Mão cần phải chú ý, đó là tháng 8 năm 2024, tháng Quý Dậu. Công việc lâm thế khó khăn, bế tắc, tiền bạc khó kiếm, đã vậy lại tiêu hao nhiều, càng cố gồng mình chống lại thì càng mệt mỏi, chi bằng buông xả phiền muộn, biết đủ là bờ. Theo tử vi thấy rằng, tháng này là khoảng thời gian không lấy gì là may mắn đối với người tuổi Ất Mão. Quý anh chị gặp phải nhiều khó khăn trên các phương diện cuộc sống, từ sự nghiệp cho đến tình cảm, đòi hỏi bạn phải kiên cường chống đỡ, không nên bỏ cuộc giữa chừng. Bên cạnh đó, cục diện tương xung ngăn trở. Bản mệnh là người có cái nhìn nhạy bén về thời cuộc nhưng thường cư xử một cách ngạo mạn nên dễ gây hổ, mâu thuẫn với mọi người xung quanh. Nếu không thay đổi cách hành xử thì dù có tài giỏi đến mấy, bạn cũng khó có thể gặt hái được thành công như ý muốn. Trên phương diện tài lộc, bạn đang phải đối mặt với sự bon chen, giành giật của đối thủ. Thời điểm này bạn không thể thả lỏng hoặc buông lỏng cảnh giác với bất cứ ai. Bạn cả tin, dễ nghe theo lời người khác chính là tự đẩy mình vào cảnh khó khăn, hao tài tốn của. Vì vậy, hãy cẩn trọng và đánh giá kỹ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Nhiều áp lực trong cuộc sống dồn lại khiến bản mệnh luôn ở trạng thái căng thẳng, không có thời gian cho người thân, hoặc thường xuyên đá thúng đụng nia để giải tỏa những cảm xúc tiêu cực mà mình đang phải gánh chịu. Tuy nhiên, cách làm đó dễ khiến cho người thân của bạn phải chịu tổn thương, gây rạn nứt các mối quan hệ. Vì vậy, hãy tìm cách giải tỏa áp lực một cách khác, ví dụ như tập thể dục, thiền định, đọc sách, xem phim hoặc tham gia các hoạt động giải trí khác. Hãy dành thời gian cho bản thân và tìm cách giải tỏa những cảm xúc tiêu cực một cách lành mạnh. Và cuối cùng, tháng 11 âm lịch, tháng Bính Tý. Quý anh chị Ất Mão nên đề phòng thị phi đeo bám, tiểu nhân không ngừng gièm pha khiến uy tín bị tổn hại. Ngoài ra chi tiêu nhiều tiền bạc cho các dự định quan trọng như sửa chữa nhà cửa, con cái đi du học hoặc chuyện sinh con đẻ cái. Tử vi cho thấy, người tuổi Ất Mão sẽ gặp nhiều khó khăn trong tháng 11 âm lịch này do tác động mạnh mẽ của cục diện tương hình. Trên phương diện sự nghiệp, tính cách ngạo mạn khiến bạn không được lòng mọi người xung quanh, dù có tài giỏi đến mấy. Một số người thậm chí còn hống hách, tự động tách mình ra khỏi tập thể, không chịu hợp tác với bạn bè, đồng nghiệp. Chính vì vậy, công việc của bạn thường tiến triển một cách chậm chạp, thậm chí gặp vướng mắc khó giải quyết ngay lập tức. Về phương diện tài chính, bạn nên cân nhắc kỹ trước khi đầu tư, tránh những hoạt động mang quá nhiều rủi ro, và hãy tập trung vào các hạng mục mang tính an toàn và ổn định. Hãy coi đây là bài học mình cần phải ghi nhớ để không mắc lại trong tương lai. May mắn, dù ngoài xã hội có vướng mắc thế nào, thì bản mệnh cũng luôn có một mái nhà để quay trở về. Những người thân trong gia đình bạn là những người luôn bao dung, cổ vũ, động viên để bạn vượt lên trên hoàn cảnh. Cũng nhờ có người thân, bạn cảm thấy có động lực để tiếp tục cố gắng. Người độc thân nếu mở lòng thì có cơ hội gặp được người như ý muốn. Vâng, thưa quý anh chị, ngoài những tháng có nhiều vận hạn đen đủi, tuổi Ất Mão cũng sẽ có những tháng gặp nhiều may mắn trong năm 2024 Giáp Thìn. Hãy cùng xem những tháng đó là tháng nào nhé. Đầu tiên đó là tháng 6 năm 2024, tháng Mùi. Vận quý nhân khởi vượng, lúc lâm nguy có người tới ứng cứu kịp thời, tài khí vượng, có cơ hội gia tăng thu nhập chính và cả nguồn thu phụ. Vận trình của người tuổi Ất Mão trong tháng 6 âm lịch này có tốt có xấu, vì thế bạn phải biết cách phát huy điểm mạnh của mình,
cố gắng khắc phục những mặt còn yếu kém thì mới mong đạt được kết quả như ý muốn. Dưới tác động của cục diện tam hợp, sự nghiệp của bản mệnh chủ yếu tiến triển thuận lợi. Chỉ cần cố gắng, tập trung vào nhiệm vụ của mình thì ắt gặt hái được thành tựu đáng mơ ước. Tháng này có nguyệt lệnh lâm quan che chở nên người làm công ăn lương hay kinh doanh đầu tư đều gặp nhiều điều may mắn, chăm chỉ, cần mẫn trong công việc của mình sẽ giúp bản mệnh thu được một khoản lời lãi hoặc tiền lương, tiền thưởng nóng tương xứng. Về sức khỏe, đôi khi công việc quá căng thẳng cũng sẽ khiến bạn bất an, lo lắng. Nếu không chịu chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ của mình với người khác, bạn sẽ dễ rơi vào tình trạng căng thẳng, mệt mỏi, sức khỏe giảm sút. Khi cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi, ốm đau, bạn nên cố gắng sắp xếp thời gian để nghỉ ngơi, chứ chớ nên làm việc cố gắng quá sức. Trong trường hợp cần thiết cần đi khám bác sĩ, khám định kỳ để phát hiện những nguy cơ bệnh tật. Theo tử vi thấy rằng, quý anh chị tuổi Ất Mão trong chuyện tình duyên không thực sự sáng sủa trong tháng này, bởi vợ chồng vẫn khó tránh khỏi những lúc mâu thuẫn, xung đột, đôi khi hay bất đồng quan điểm với nhau. Tử vi thấy rằng, quý anh chị không nên quá bướng bỉnh, bắt nửa kia phải nghe theo sự sắp đặt của mình. Hai người hãy cùng ngồi lại để thảo luận và đưa ra những quan điểm thống nhất. Tháng may mắn tiếp theo, đó là tháng 10 năm 2024, tháng Ất Hợi. Tài lộc vượng, thu nhập gia tăng đáng kể có thể tích lũy khoản không nhỏ cho các tình huống khẩn cấp, công việc làm ăn khá suôn sẻ. Càng về cuối tháng càng vượng khí, có thể ký kết hợp đồng lớn hoặc được lĩnh một khoản thưởng hậu hĩnh. Tin vui cho Ất Mão có cục diện tam hợp có tác động rất lớn đến vận trình trong tháng này của những chú mèo. Dễ thấy là đường công danh đang rất rộng mở, những khó khăn trong công việc dần được đẩy lùi. Thay vào đó là cơ hội khẳng định năng lực và sự thăng tiến. Chỉ cần bạn hạ quyết tâm, làm gì cũng có thể gặt hái kết quả tốt lành, ngày chạm tới mục tiêu không còn xa nữa. Dưới tác động của thiên ấn xuất hiện thôi thúc, khiến bản mệnh chẳng thể ngồi im thêm được nữa. Thay vào đó là chủ động đón đầu cơ hội, dám thẳng thắn đối mặt với thách thức. Nhờ vậy, bạn sẽ được cấp trên chú ý và trao những cơ hội có tác động tích cực đến kế hoạch cá nhân và đường phát triển trong tương lai. Về tài chính, tài vận chỉ ở mức bình thường, đủ chi đủ tiêu chứ không có khoản thu nhập nào quá rủng rỉnh. Tuy vậy, bạn vẫn có thể tự cải thiện vận trình tài lộc của mình bằng cách tìm thêm các công việc tay trái hay đầu tư nho nhỏ để tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, hoạt động cầu tài nên tiến hành ở mức vừa phải, tránh thất thoát không đáng ở thời điểm này. Các dự án đầu tư mạo hiểm cũng không phù hợp, chớ nên cố chấp một cách mù quáng mà ném tiền qua cửa sổ. Về sức khỏe, tử vi cho biết rằng bản mệnh sẽ gặp một vài trục trặc về sức khỏe. Ngoài ra, hung tinh Bạch Hổ nhắc nhở mệnh chủ cần đi đứng thận trọng để phòng họa huyết quang, tai nạn, gặp sự cố bất ngờ. Đối với đường tình duyên, tử vi cho biết rằng các mối quan hệ tình cảm của bản mệnh đều có tiến triển mới. Người độc thân có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đối tượng khác giới, tỷ lệ thành công trong việc tìm kiếm bạn đời trong lúc này là rất cao. Với người đã có đôi, đời sống hôn nhân hài hòa, vợ chồng con cái hạnh phúc, gia đạo an yên. Quý anh chị thân mến, trạng thái tốt nhất của một người là gì? Đó chính là trên mặt nhiều câu chuyện, trong mắt nhiều ánh dương, mỗi ngày đều có thể vui cười tự do tự tại, không ngưỡng mộ ai và cũng chẳng xem thường người khác, nhất là có thể khiến cuộc sống của mình mỗi ngày một tốt hơn. Người như vậy ắt hẳn sẽ hội tụ đủ 7 yếu tố sau. 1. Nét mặt tràn đầy sự tự tin. Người muốn sống mỗi ngày một tốt hơn, trước tiên phải hiểu được chính mình từ nội tâm, yêu thích chính con người mình. Đặc biệt khi thấy bản thân có chỗ hơn người thì không kiêu ngạo, không tùy ý so sánh với người khác. Còn khi gặp người có chỗ hơn mình thì bản thân không được ủy khuất, đố kỵ. Sống với một trái tim bình thản, điềm nhiên đón nhận khuyết điểm của mình, đồng thời không ngừng cải thiện bản thân, nỗ lực tiến về phía hoàn thiện, đó mới thật là người hạnh phúc. 2. Thiện lương luôn hiện hữu trong tâm. Niềm vui của thế nhân xưa nay luôn đến từ sự thiện lương. Một người muốn có vận khí tốt, trước tiên phải bắt đầu từ việc làm một người lương thiện. Một người có trái tim nhân hậu ắt sẽ có cái nhìn ấm áp đầy tình người với vạn sự thế gian. Đối với người trong gia đình thì quan tâm gần gũi, đối với bạn bè thì chân thành nghĩa khí, còn đối với người lạ thì công bằng, trân trọng tương hợp. Làm người dù trước dù sau, gặp việc gì cũng luôn nghĩ cho người khác trước, nghĩ mình sau. Khi có thể giúp người thì tận sức ra tay giúp đỡ, kỳ thực giúp người cũng chính là giúp mình. Thiện đãi với người cũng chính là gieo cây nhân, trồng cây đức trên mảnh đất phúc điền của mình mà thôi. Vậy nên làm người đối nhân xử thế cần có một trái tim nhân ái, biết tôn trọng người khác, bất luận đối phương là người như thế nào, cao sang, nghèo hèn, tất cả đều cần tôn trọng, đối xử công bằng không thiên lệch. 3. Khí chất. Khí chất của một người được nuôi dưỡng bằng những con đường họ từng đi,
những cuốn sách họ từng đọc, những cách đối nhân xử thế với người mà họ từng tiếp xúc. Nếu muốn cuộc đời ngày càng tươi đẹp thì không thể không đọc nhiều sách, nỗ lực cải thiện bản thân khiến thân tâm cường thịnh. Tuy nhiên, sách đọc thì phải thấm, mà làm người thì phải buông. Chúng ta đọc sách không phải là để biết được thật nhiều mà là để buông được thật nhiều. Con người có những lúc thành hay bại cũng chỉ bởi một chữ buông mà thôi. Một người có thể buông đi vui buồn, oán giận, tham sân si hận của tự thân, thì còn điều gì có thể khiến mình không hạnh phúc? Vâng, vừa rồi là những chia sẻ về những tháng đại hạn trong năm 2024 mà quý bản mệnh tuổi Ất Mão cần chú ý để tiền bạc được an toàn, công việc được hanh thông, thuận lợi. Kính chúc anh chị bước sang năm Giáp Thìn, gặt hái được nhiều thành công và tài lộc anh chị nhé. Hãy đăng ký miễn phí kênh để theo dõi các video mới nhất về lá số tử vi của mình mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.